em đi tìm cô thiếu nữ sống trong căn nhà hoang. Thì mấy ngày hôm nay thì từ căn nhà hoang cho tới nghĩa địa không thấy cô thiếu nữ này nữa. Không biết là có thể là đi đâu không, hay là những người đàn ông đó dụ đi nơi khác không, để tránh né tụi YouTube của tụi em. Thì hôm nay em nhận được thông tin là cái khu nhà hoang rất là lớn tại khu Bình Chánh. Thì nghe thông tin là cô bé đang ẩn nấp ở trong này mà không biết như thế nào, thì tụi em sẽ đi vào bên trong để tìm kiếm cô gái này, để qua cho tất cả quý ông bà các bác cùng xem nha. Thì anh em mình đi vô bên trong nha. Dùi cái hố này, hố này lọc cái này chắc khổ phải lên luôn rồi nhỉ. Ghê quá, ghê quá. Bây giờ anh em mình đi rồi, coi những cô bé này quá là ghê rồi. Trong cái khu nhà hoang này tâm linh quá. Khu này đồn đoán là tâm linh. Úi dồi ôi, chân mềm đây, chân mềm lum lại. Cứ nhìn kim tim nha anh em. Đâu 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 đâu. Đâu? Nó thất ẩn thất hiện cả nhà. Cũng tụi xì với ai vậy? Giờ 12 giờ trưa nữa đó, xì với ai? Anh đi trước đi.
Đúng rồi, không ai dám qua đêm là chắc mà nó dám chơi mình. Ông lão nào cho em cái áo vậy? Lúc mà lấy cho cháu rồi bị em không biết đâu, mình đó giờ hỏi đó, nó biết đâu, biết đâu. Cái người tỉnh là biết chứ, chú đằng kia kìa, đáp chú đằng kia kìa, mà chú đi đâu kia rồi. Thôi gì nè, lại ngồi đây cho anh bắn nghe. Bắn không? Chú bà, chú cùng anh bước ra ngồi đó. Sống rồi chứ còn ma. Sợ ma sống thôi chứ ở đây nói chung là người hai người thôi chứ còn ma nào hai người thôi, ít lắm. Hồi xưa thì có chứ còn thời bây giờ. Nhưng mà cái đây gọi là hành xác. Cái đây thằng bé là hành xác. Cái này ở đây tối tụi em ở em cũng không dám mở. Cho tiền không chứ mở bây giờ canh ngày bây giờ một mình vô đây không vô. Lát có nên đưa cho bé gặp sư cô. Không sư cô nữa. Ở sư cô hay thầy. Không biết. Hay là sư cô bữa nay bữa sư cô nghe sư cô nói là đêm dẫn đến sư cô một lần nữa. Thầy thì em có liên hệ rồi nhưng mà chưa có được. Ừ. Em liên hệ được. Để thôi bây giờ nó đi về thôi, bây giờ mình xuống mình gửi cho sư cô đi. Hôm nay mình đi một lần nữa đi. Thì bữa đi một lần nữa là chưa có kết quả. Đúng rồi. Mà sư cô có nói là nếu như mà tiếp tục mà diễn ra thế này nữa thì đem xuống cho sư cô một lần nữa. Mà nếu như mà là lát mà đưa xuống cho sư cô mà không được nữa thì mình mới tìm thầy rõ hơn. Nghĩa là bây giờ để cho bé ăn bé chơi đi, lát rồi năn nỉ nè. Năn nỉ chứ bây giờ đưa cái gì thôi chứ. Không đưa xuống cho cô rồi, gửi cho cô vài ngày đi.
rồi tôi tính sao. Gọi vô chùa mới an toàn cho con bé thôi. À, mấy bạn chơi chung với con bằng tuổi con không? Có nhỏ hơn. Bạn này lớn hơn con 2 tuổi nè. Bạn này nhỏ hơn con 1 tuổi nè. Còn con bé này có chút xíu à. Mấy bạn ở đâu tới hay là mấy bạn ở đây? Trên đường đi á, có 2 bạn ở đây rồi. Đứa người cái đĩa. Ở ngoài đường á, dắt rủ ra chơi chung nè. Đứa ba mai là ở ngay đĩa, còn hai nó đi mà. Gặp hai đứa này là kết bạn luôn, nhắn ở đây luôn. Hai đứa là nó ở đây và đi đường nó dẫn nó quen được một đứa, nó dắt tới đây chơi luôn. Ăn đi, ăn từ từ, ăn hết lên. Lúc chị ăn kia nó kìa, mà chị mới dẫn thật. Thôi mà giờ nó đây nó kêu, anh có thấy gì đâu hả? Nó kêu hai đứa bé kế bên nó mà sao mình không thấy nó ai đứa nào ta? Không thấy bé nào một cái. Nó thấy gì sao mình thấy được? Từ từ ăn, ăn hết đi. Ăn đi rồi nè, nè. Mai ơi, nghe chú dặn nè. Hôm nay là chú dặn con rất là nhiều lần rồi, con hiểu chưa? Đừng có hành xác nữa. Thì con nói á, là mua bánh cho con ăn mà con không hành xác nữa. Thì bây giờ hôm nay là con ăn rất nhiều bánh. Rồi con ăn đi, rồi cứ ăn thoải mái đi. Rồi lát nghe chú dặn nha. Con muốn về chùa với Phật đi. Con về chùa với Phật rồi tu đi, đừng có theo mà căng á, gọi là theo căng á, hành xác nữa, thấy không? Cô để cô bé này, để thiếu nữ này trở về cuộc sống bình thường, mà để lo cho cuộc sống bình thường nha. Thì lát ăn xong đi rồi rửa tay, kiếm chỗ nào của nước rồi rửa tay chân xong rồi rủ đi chơi, chở đi chơi, chở xuống dưới bà cô ở dưới kia chơi, cô với mình tránh á nha. Ăn đem đi, ăn xong xé bánh đó đi. Xé anh em, là xé bánh không đi xé đâu. Hết chưa? Cho mấy bạn ăn cùng mà. Giờ không có cách nào anh em để cho nó dễ. Giờ thì lát điện cho sư cô thôi, giờ thua à. Giờ thầy đâu mà đâu biết được thầy đâu. Chắc nó đi làm vàng nó nắng quá, chắc có người cho cũng thư kỳ nó rác nha. Mà tỉnh là nó mới biết được ai cho, chứ còn bây giờ đây đâu. Nó đi á là bé kia dẫn nó đi. Nên nó không có biết. Đi cũng hơn 10 cây số ha. Hơn 10 cây. Bé nó đi bộ 10 cây số luôn hả? Ừ, 10 cây. Từ đó gác đang 10 cây. Khổ quá trời luôn. Vậy là tối hôm qua nó đã ở đây nó chơi rồi. Buổi tối không có ai vô tụi mình mày nói vừa quá trời mà không ai biết hết. Nhưng giờ mai mình đâu mà thấy quần áo rồi kim rồi. Nhưng mà có người mạnh á phải cúng trục dòng cho con bé, cho cái cô bé mà 9 tuổi nè, sớm gì với đi đầu thai á, chứ cái nghiệp nặng quá vừa cứ theo người ta dạng như phá hành á. Cô gái này là đã từng nói là bị tai nạn á, đúng không? Bị tai nạn 9 tuổi đó, có đợt nói đó, bị tai nạn cho nên là vừa không biết được về nhà, cha mẹ chữa đi rồi không thấy cha mẹ nữa, cha mẹ bỏ nói đó. Khu nhà hoàng rất là rộng lớn luôn nè, nhìn nè với anh chị cũng khiếp luôn. Cái dự án này là không phải rẻ tiền đâu, nhưng mà không biết nguyên nhân thế nào mà bỏ qua rất là lâu. Ăn hết đi, từ từ ăn. Cái này còn lên lầu nữa đúng không? Con cái tôm cá nha. Hả? Có lẩu không? Nghe ăn xong rồi hãy tao phẩm ha. Nghe ngon vô. Tính thù kì. Có nước tì ăn hả? Anh đi chơi, bạn ấy rủ chơi bánh thù tì nữa nha. Thôi cho bạn ấy ăn bánh đi, đừng có chơi bánh thù tì nữa. Chơi bánh thù tì nữa không? Tối này bé ngủ đâu bé? Tối bé ngủ ở đâu? Ngủ hả? Nè, ngủ trên cây kìa. Chơi với bạn này nè, bạn này vui lắm. Đằng kia có mọc chị, nhưng mà chị đã lớn rồi, chị đã không chơi tụi con. Đây có cái hố của người cạnh. Đâu? Ngày tối mà, sao đây đâu có đèn gì đâu. Không, trên mà rớt xuống đây luôn á. Ai mà không biết bơi là chị. Ờ gì nè. Anh em ơi, lại anh em về khác, anh em sắp ra đi rồi à. Anh em về, anh em ơi. Thấy mấy anh về nha. Chết chị. Nè.
xếp chân lại này. Ví dụ YouTube được không? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi tiếp tục Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nè, hứa như chú đừng có theo hành xác nữa mà cũng hứa hoài hôm nay được ăn bánh lần đầu tiên này đúng không? Và mấy bạn nha. Thôi bây giờ nè, đứng rồi dậy đi về cho xác về nhà. Còn con đi về nhà con nha, bye bye. Con về nhà cái chỗ mà con ở xưa giờ đó. Đi. Đi Nam mô A Di Đà Phật. Con đi dậy, con đi nha. Ừ, đứng lên. Đây, đây. Con đi, đi. Nè, nhìn chỗ này. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Con đi nha. À đây đây. Múc cái bánh cho con nữa nha. À à à. Ừ, tường cái sao luôn. Ê, đó, 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 đó. Chào, nó sẽ đỡ giùm. Trời ơi, tội nghiệp quá ta. Một xíu nó phải giờ để từ từ để làm là 5-3 phút rồi bắt đầu nó mới đỡ lên. Trời, nó tỉnh. Để xem nó bao lâu nó tỉnh nha. À, để cho nó nằm nghỉ đi. À, để cho nằm nghỉ xíu. Để cho nằm nghỉ xíu. Để cho nằm nghỉ xíu. Thì em biết là nó bé thưa kề này. Còn này có một cái bé theo nên mỗi lần mà tụi em đi á thì kiếm bé là tụi em cũng sẽ mua theo vài bột bánh. Mà lúc mà phát hiện ra mà bé mà có thì ai theo á mình đưa bánh nó. Tại vì nó thích ăn bánh kẹo lắm. Mỗi lần mấy lần trước là mình tới mình toàn hứa với nó là bữa sau là lúc nào tới mình cũng có bánh kẹo cho nó. Ừ. Bây giờ biết bao lâu theo bao lâu nó tỉnh. Mà bây giờ là kiểm tra. Ở đây có lầu nữa nha. Ừ. Nãy bước vô đây nổi hết da gà. Ba cái xu các đôi nam nữ hay dắt vào đây để làm chuyện nam nữ nha mọi người. Đôi nam nữ nó vui chui vào mấy cái hang hang này đó. Có phòng á. Phòng 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 phòng. Chui phòng đi sẽ coi có gì. Vừa phát hiện một cái này mình sẽ làm một con. Lướt. À, chui lướt rồi. Mình bỏ buồn nha. Cái gì đấy? Ui! Ông!